chào anh em, hôm nay là 18 tháng 5 năm 2020. Số phụ tùng xe máy Quốc Thắng mình mới về được con CD Bentley 50S đời 2003. Đời rất là cao ha. Con Bentley này đầu số tới 27 ha. Đời cực cao. Thì giá con CD Bentley 50 này đời đắt 2003 này mình bán là 27 triệu 500 ha. Bao anh em là sơn zin 100% không giọng tốt, máy bao nổ bao im, bao không giọng hú, nguyên zin, đầu nồi chưa rớt. Thì đây là máy con Bentley đời rất là cao ha. Xe kho nội địa Nhật về, giấy tờ tại Việt Nam anh em tự lo. Thì bây giờ mình quay cận cảnh chi tiết cho anh em xem ha. 27 triệu 500 cho con CD Bentley Tas 2003 cực cao, nguyên zin, chưa bồ phép, không bắn tốt nha. Bây giờ quay cận cảnh chi tiết cho anh em xem ha. Đó, bây giờ mình quay từng chi tiết luôn. Hành sao hàng vậy? Vô hiện tại là trong quá trình vận chuyển về nó có hơi bị lỗi nhẹ vậy ha. Đó. Máy là nguyên zin, mẫu cực êm ha. Đời cao. Thùng xăng nè. Thùng xăng tem cánh chim dán. Bên trong là như mới luôn. Con này đời rất là cao ha. Bentley mà đời mà đầu số tới 27 mà đắt 2003 thì rất là ít xe. Engine cực đẹp. $27.500 con cho con Bentley 50S đời cao. Rất là đẹp ha. Anh em. Tháng 7 2003 ha. Xe rất là liền lạc. Này anh em về đánh bát rồi thêm nó rất là đẹp ha. 27.500 cho con Bentley. Đầu số 27 đắt 2003. Anh em, con này đầu số 27 luôn. Rất là đẹp. Trước chân vuông nè. Sơn zin 100%. Xe chạy rất là đã nha, rất là nhẹ, êm lắm. Mấy chút em sẽ clip cái test nổ máy cho anh em xem. Đó, con này đắt 2003 ha. Bentley mà anh em kiếm đời đắt cao thì rất là ít xe. Mà đầu số tới 27 luôn. Rồi nổ máy nha anh em. Giá 27.500 cho con Bentley 50S đời 2003 đầu 27. Anh em có nhu cầu alo em, có số điện thoại là 0933 996 332.